Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Sư Tiki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi tìm những bé rùa cũng như là nhân giống những bé rùa ra để chúng ta có thể nhận được những cái vảy rùa. Và từ vảy rùa thì chúng ta có thể chế tạo được cái nón rùa giúp chúng ta có thể thở dưới nước lâu hơn nè, và công việc khám phá đại dương của chúng ta sắp tới sẽ trở nên dễ dàng hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong để chuẩn bị một ít cái vật liệu thôi. Mình sẽ đem theo vật liệu để trang trí cái khu mà mình nhân giống những bé rùa ra bằng những cái lá cây rừng nè, cũng như là những cái hàng rào để bảo vệ xung quanh thôi. Ở đây mình có khá là nhiều những cái hàng rào bằng gỗ vân sam nè, nhưng mà mình cần phải đem theo gỗ vân sam nữa, và nếu có thiếu thì mình sẽ chế tạo thêm nha. Gỗ vân sam đây. Rồi ngoài ra mình cũng phải lấy thêm một ít cái thân gỗ rừng nữa, một ít thôi. Và mình cần thêm bột xương để chúng ta có thể kiểu như là tạo ra được những cái đó là rong biển đúng không nhờ, để mình có thể cho những bé rùa ăn ấy. Đây mình sẽ đem khoảng 55 cái khúc xương đi. Rồi giờ mình sẽ cho hết vào cái rương sugar box này, rồi chúng ta cùng nhau lên đường để đi tìm những bé rùa nha. Rồi cho hết vào. Giờ là đã khá là đầy đủ rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên đường để tìm những bé rùa. Hẹn gặp lại các bạn khi mình đi tới chỗ có bé rùa nha. Hiện tại thì mình đã tìm thấy được hai bé rùa rồi, và mình cũng đã làm một cái cánh cổng để dịch chuyển tới chỗ của bé rùa để sau này mình có tới đây cho nó tiện nha các bạn. Và đây chính là tọa độ của cái cánh cổng nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy thêm một ít cái cỏ biển cái đã. Giờ mình sẽ lấy cái bột xương ra nè. Đây bột xương nè. Rồi tiếp theo mình sẽ chế tạo một cây kéo để chúng ta, à không, đây mình có kéo rồi. Giờ mình sẽ đổi ra thật là nhiều mấy cái bột xương nha. Wow, mình có được một stack với 20 cái bột xương luôn. Giờ mình sẽ cho vào đây để cho nó tạo thành những cỏ biển nè. Rồi sau đó mình tha hồ mà cắt thôi. Đấy, tại vì hình như là rùa ăn những cái cỏ biển để có thể nhân giống ra hay sao các bạn ơi. Rồi mình sẽ lấy thật nhiều nha. Sau đó mình sẽ lại đây và cho hai bé rùa ăn thôi. Một bé nè, búp một cái. Và còn bé kia đâu? Ủa còn một bé nữa đâu ta? Bé kia lội nhanh vậy. Hồi nãy mới gặp ở đây giờ mất tiêu rồi. Rồi mất tiêu rồi. Còn bé nữa đâu? Đây. Lội tít lên đây luôn hả? Rồi ra đây một xíu nha. Tại vì hai bé gần nhau thì mới sinh sản được các bạn ơi. Hai bé xa vậy chắc sợ không có sinh sản được ấy. Nó ăn một cái nè. Rồi qua đây tìm bạn đi. Qua đây tìm bạn nè. Qua đây. Đó. Ăn một cái nữa. Úi nó được rồi nè. Lại đây hai bé lại đây nè. Không, hai bé không chịu à. Nè lại rồi. Đó. Ten. Quên. Rùa thì sẽ đi vào bờ để đẻ trứng nha các bạn. Và theo như mình biết thì hình như rùa chỉ đẻ trứng ở cái nơi mà rùa spawn ra hay sao á. Để mình coi bé rùa nào sẽ đi đẻ nha. Bé rùa đó phải không ta? Có vẻ bé rùa này nè. Vẻ bé rùa này là bé rùa sẽ đẻ nè các bạn ơi. Wow, và rùa thì sẽ đẻ trứng nha, chứ không có đẻ ra rùa con luôn đâu. Đó, giờ mình sẽ đợi coi. Đó, trèo lên bờ rồi nè. Rồi sẽ làm gì đây? Để coi. Đó, rồi bắt đầu bơi cát lên rồi kìa. Đấy, vì là sắp đẻ rồi. Và bây giờ chắc mình sẽ rào lại đi nha. Đó, trong lúc chờ đợi bé rùa đẻ thì mình sẽ lấy những cái hàng rào để mình rào xung quanh lại đợi. Này lạ luôn nha, tại vì zombie sẽ tấn công trứng rùa nha. Đấy, rất là nguy hiểm luôn. Giờ mình sẽ lấy thật là nhiều mấy cái hàng rào nè. Sau đó thì đi rào lại thôi. Đấy, an toàn là trên hết các bạn ơi. Giờ mình sẽ bắt đầu rào từ đâu ta? Mình sẽ rào từ sát cái gò cát này luôn nè. Đấy, rào là cái này phải đập ra để không thôi mấy bé rùa đi dặm phải xương rồng nữa. Đẻ chưa? Chưa chịu đẻ nữa à. Tại vì bây giờ mình có cây cúp mềm mại rồi, thành ra mình có thể đem trứng rùa về ấy. Nhưng mà không đâu, mình sẽ để trứng rùa ở đây chung với mấy rùa mẹ luôn nha. Mình sẽ đặt ở đây nè. Đó. Rồi, sau đó sẽ vòng qua bên đây một xíu. Rất là rộng rãi luôn. Làm sao cho những con zombie không đi vào là được á. Đấy, tầm này là được rồi nè. Sau đó mình sẽ mở rộng ra bên trái một xíu và dài xuống biển thôi. Đó. Rồi, giờ thì đi xuống nha. Đặt ở đây một cái rồi. Và dưới này chắc mình sẽ rào lại quá luôn à. Tại vì mình sợ mấy bé rùa đi xa quá rồi không hoành lại đây ấy. Nhưng mà tạm thời thì mình chỉ rào tới đây thôi. Đó, bơi kìa. Bơi cát quá trời luôn. Wow. Không biết khi nào mới đẻ ở đây. Rồi, úi, đẻ là gì kìa. Wow. Đẻ rồi. Rồi, tranh thủ lúc này thì mình sẽ cắm đuốc lên nè. Để đảm bảo ánh sáng ở bên trong có đầy đủ nha. Tránh thực quái nó spawn ở bên trong thì khổ nữa. Rồi,
cắm ở đây một cái rồi tiếp tục rào thôi. Một xíu nữa mình sẽ bắt đầu trang trí bằng cách là xây những cái cây chẳng hạn đó, để trang trí cho cái khu vực bên trong này luôn nhá. Hoặc là mình sẽ làm một cái đảo kiểu như là cái đảo cát nhân tạo vậy, để cho những bé rùa có thể sống ở đây luôn đó. Và mình sẽ đặt tên cho cái đảo này cũng như là đảo rùa. Wow, hấp dẫn chưa? Rồi mình sẽ rào từ phía dưới luôn nha. Ở đây có một cái hang luôn à. Ở đây có một cái hang rồi. Nguy hiểm, ta có nên lắp lại không nhờ? Mình sợ mấy bé rùa sẽ chui xuống cái hang dưới ấy. Mà thôi kệ đi, chắc cũng không sao đâu. Tạm thời chắc mình sẽ rào tới đây nha, để cho những bé rùa đừng có đi ra thôi. Đó, tương tự ở phần bên đây luôn. Rồi, rào tiếp ở bên đây nữa nè. Không biết những con zombie có zombie chết túi ấy, nó có tràn vào tấn công không nữa. Mình sợ những con zombie chết túi nó từ dưới nó tấn công lên thôi, chứ còn những con zombie bình thường thì mình không có sợ đâu. Mình có thể ở đây để cứ như là canh gác. Và theo như mình biết thì quả trứng rùa chỉ có thể nở vào ban đêm thôi. Thành ra các bạn phải luôn ở cạnh bên ấy để cho quả trứng nó lớn lên nha. Rồi trong thời gian này chắc mình sẽ ở đây cũng như là trang trí và đợi trời tối cho quả trứng bắt đầu phát triển thôi. Mình rất muốn xem coi giai đoạn phát triển của quả trứng như thế nào ấy các bạn ơi. Và bây giờ chắc mình sẽ bắt đầu trang trí thêm nha. Mình sẽ bắt đầu đi lấy những cái thân gỗ cũng như là những cái lá nè, và mình bắt đầu xây cây thôi. Cây thì mình sẽ làm giống như là những cây. Ui, bọn cướp làng kìa, không biết bọn cướp làng có kiểu như là tấn công những quả trứng không nữa. Và như bên kia có một anh dân làng lang thang hay sao á, mình có thấy cái con lạc đà của anh dân làng lang thang kìa. Rồi xong anh dân làng rồi, hiện tại thì mình đang làm công việc kiểu như là hai anh nhân giống những bé rùa, thành ra không thể bảo vệ anh được. Thôi chắc lần này mình không cứu anh được rồi, để mình làm xong sớm thì mình sẽ qua cứu ảnh nha. Chứ giờ là mình bận phải làm trang trí cái khu vực cho mấy bé rùa rồi. Không biết ảnh có ổn không nữa. Rồi giờ thì vào đây và bắt đầu làm những cái cây thôi. Ngoài ra mình cũng có thể làm cái hồ ở đây nha. Ok, chắc sẽ làm cái hồ ở đây đi. Còn mình đặt những cái cỏ biển lên đấy các bạn ơi. Đập ra một xíu nha. Đấy, như thế này. Rồi sau đó mình sẽ múc một ít nước cái đã. Không biết mình có cái xô ở đây không nhờ. Để mình kiểm tra trong cái rừng sugar box của mình coi có cái xô không. Để mình còn lấy cái xô ra và múc nước nữa. Đây, mình có rất là nhiều xô luôn. Đấy, khoảng 2 cái xô là được rồi. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu múc nước và cho vào cái hồ của mình nha. Rồi múc nước nè. Và hình như ở đây thì không có gần cái khu biển ấm, thành ra mình không có thể bắt thêm cá được. Mình muốn đặt thêm cá vào trong cái hồ này để cho nó đẹp hơn ấy. Rồi lấy ở giữa đặt vô đây và đặt ở bên đây nữa. Thành nước vĩnh cửu rồi. Giờ mình có thể đặt những cái cỏ biển này, hoặc là dùng bột xương để cho nó mọc cỏ ở bên trong luôn nha. Vậy là ổn rồi. Nếu mà có những mấy cái quả dưa muối biển ấy, mình đặt vô đây là đẹp hết sảy luôn á các bạn ơi. Và mình sẽ cho nó một cái xô nước ở trên này nè, kiểu như nước đang chảy xuống vậy đấy. Wow. Và một xô ở trên đây nữa. Rồi vậy là ổn rồi. Và cái này mình sẽ mở rộng ra bên trái một xíu nè. Đấy. Mình không có dẫn nước ra biển đâu. Đấy, cái này là cái hồ của mình, còn nước ngoài biển là nước riêng nữa. Đó, không cho nó liên quan với nhau đâu. Đấy, vịnh cổ liền. Và bón một xương một cái nè. Bón nhiều nhiều lên. Mình bón ở đây mà ở ngoài mọc cỏ luôn nè. Rồi cái này được hình như là 3 quả sao các bạn ơi. Hấp dẫn ấy, hấp dẫn. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt những cái thân gỗ rừng nè, để chúng ta có thể làm những cái cây thôi. Bây giờ mình sẽ đi lên khoảng 3 ô đi, rồi sau đó mình sẽ đặt tiếp 2 block như thế này. Đó, cái cây tầm này được chưa ta? Cây tầm này chắc cũng được rồi đó. Rồi sau đó mình chỉ cần đặt những cái bờ lấp lá gỗ rừng lên là có thể làm được cái cây rồi. Đấy, rồi giờ thì mình sẽ trèo lên để làm nốt cái cây này luôn nha. Hiện tại trời đã sắp tối và zombie bắt đầu xuất hiện ở xung quanh cái khu của những bé rùa rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bảo vệ những bé rùa nha. Và bé rùa bố hình như là không biết đường vào hay sao nè. Giờ mình sẽ đập cái này ra để cho rùa bố có đường để đi vào nha. Rồi, đi vô đi. Thiệt tình luôn á, biết đường đi ra mà không biết đường đi vô. Rồi sau đó mình sẽ đóng lại để đảm bảo an toàn nha. Rồi giờ mình sẽ đi vào trong một xíu nè, và nhìn coi quả trứng phát triển như thế nào nha. Bây giờ chắc mình sẽ cho rùa ăn thêm đi. Tại vì nếu rùa ăn càng nhiều thì rùa sẽ đẻ thêm ấy. Và mình sẽ có thêm thật là nhiều trứng để chúng ta có nhiều bẫy rùa hơn nha. Rồi, đặt ở đây một cái nè. Để cho đầy đủ ánh sáng cái đã. Và mình sẽ quan sát xem trứng rùa phát triển như thế nào nha các bạn. Thông thường thì những quả trứng mà nó kiểu như là nó chùm như vậy này thì nó sẽ phát triển nhanh hơn hay sao á. Rùa đã kiểu như là ấy xong rồi kìa. Giờ mình sẽ đợi cho bé rùa đẻ thêm thôi. Đó, rồi bắt đầu bơi thêm đó. Rồi, bơi nữa kìa. Và gần đây có khá là nhiều quá, chắc mình phải thắp đuốc thêm quá à. Hiện tại thì mình mới thắp có vài cái đuốc ở xung quanh đây thôi. Phải thật là nhiều đuốc ở xung quanh thì mới hạn chế được tình trạng zombie xuất hiện ấy. Rùa đào kinh thật ấy các bạn ơi.
Wow, rồi đào nhanh như kìa. Ồ, đào cát nhanh thật ấy. Rồi, cắm đuốc lên nè. Và ở sa mạc thì rất là nguy hiểm luôn nha. Có những tên zombie. Ui. 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 Ui, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Ui, xem ném nào, Creeper đã làm cho cái trứng rùa bị hư rồi kìa. Wow, may thật. Creeper nổ xa. Rồi, giờ mình sẽ đặt lại những cục cát nha. Ô, nguy hiểm nha. Rồi, lắp lại, lắp lại. Không biết có đủ cát để lắp lại không nữa. Và hình như phiên bản mới này thì Creeper nổ bao nhiêu thì nó sẽ kiểu như là rơi xuống mấy nhiêu block hay sao các bạn ơi. Mình thấy có khá là nhiều cát ở đây nè. À, hình như chỉ mất có vài block thôi. Rồi, ok, ổn, ổn, ổn. Sau đó sẽ thắp đuốc dài qua bên đây luôn nè. Và đi vào trong để coi coi trứng rùa phát triển như thế nào rồi. Tại vì rùa chỉ phát triển vào ban đêm thôi ấy. Mình phải đi cẩn thận nha. Nếu mà mình dẫm phải trứng thì trứng sẽ bị vỡ các bạn ơi. Thành ra rất là nguy hiểm luôn. Rồi, giờ thì đứng đây đợi thôi. Khi nào trứng nước là kiểu như là trứng đang phát triển ấy các bạn ơi. Và đến một giai đoạn nào đó thì trứng sẽ bắt đầu nở ra ấy. Rồi mình sẽ bắt đầu cho rùa con ăn nha. Và chắc bây giờ mình sẽ đi trồng thêm thật là nhiều mấy cái cỏ biển đi. Để một xíu rùa con có lớn ra thì mình còn có để cho rùa con ăn nữa. Bây giờ mình muốn cho rùa con ăn cỏ biển để phát triển nhanh hơn ấy. Chứ đợi thì rất là lâu luôn ấy các bạn ơi. Đấy, thật là nhiều cỏ biển nha. Rồi sau đó mình sẽ cắt ra. À, trứng rùa vẫn chưa phát triển. Mình sẽ đợi thôi. Chịu khó đứng đợi thôi. Chứ mình không chịu đợi ấy là trứng sẽ rất là lâu lớn luôn nha. Phải đợi vào ban đêm thôi ấy. Chỉ cực vào lúc trứng rùa mới, như là mới đẻ ra thôi. À, còn khi trứng đã nở thì mình chỉ cần cho ăn là mau lớn lắm luôn á. Nở chưa? Chưa nở nữa ta. Hình như phải nứt vài lần hay sao thì trứng rùa mới bắt đầu nở thành con các bạn ơi. Cũng là một giai đoạn khá là lâu đây. Rồi, không biết qua đêm nay trứng rùa có kịp nở không nữa. Nhưng mà mình sẽ tiêu diệt con skeleton ở trên nè. Dám em khu vực này hả? Đó, và xung quanh đây thì có rất là nhiều quái này. Nào zombie này. Còn Reaper, Skeleton. Ở đây toàn Skeleton cầm cung, ở kia còn có Enderman nữa kìa. Toàn không nhìn đâu. Nhìn vào Enderman đánh mình nữa. Để coi coi lớn chưa. Không biết cái lá này có ảnh hưởng gì không ta. Mình sợ cái lá này ảnh hưởng quá à. Ok đi, để một xíu coi coi trứng đồ có lớn không đó đã. Hình như cái trứng này là hình như là trứng được đẻ trước hay sao nè. Mình để coi mình cái trứng này có kiểu như là nứt trước không nha. Rồi giờ thì đi cắt thêm cỏ biển. Đấy, tại vì cỏ biển thì mình có thể farm rất là dễ dàng luôn. Các bạn chỉ cần cho bột xương xuống cát hoặc là bất kỳ block nào ấy thì nó sẽ phát triển ra nha. Rồi, lớn chưa? Vẫn chưa lớn nữa. Có vẻ hơi lâu ta. Tại vì mình muốn trực tiếp kiểu như là nhìn thấy cái giai đoạn phát triển của quả trứng luôn, cũng như là cho các bạn thấy luôn ấy. Để mình đào thêm một xíu nữa coi. Rồi, một xíu thì giờ mình quay lại sẽ gặp trứng kiểu như là nứt nha. Không biết nứt bao nhiêu lần thì trứng mới phát triển thành con nữa. Để coi coi, ngắm ngắm ngắm. Ui, trên kia vẫn còn kìa. À, tấn công khu vực này hả? Skeleton hả? Mình sẽ không cho con quái nào áp sát lại khu vực này nha. Đấy, ở dưới thì mình đã rào được một lúc rồi. Mình không muốn rào hết luôn, tại vì rào hết thì rùa bố sẽ không biết đường đi vào các bạn ơi, như hồi nãy ấy. Ơi, mình rào có bên đây không mà còn không biết đường vào. Ui. Ui. Ui da, lỡ bắn trúng mấy quả trứng của tôi rồi sao? Thiệt tình Skeleton á. Rồi để nhìn coi. Nứt chưa? Không biết khi nào trứng rùa mới lớn nữa. Mà không sao đâu, cố gắng đợi, hy vọng trong đêm nay thì trứng rùa sẽ phát triển thành là rùa con luôn nha. Và rùa bố thì tối ngày cứ đi ra biển làm gì hoài không biết nữa. Không biết có phải là đi lấy thức ăn không ta. Ui, ui. Ui, Reaper, 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 Reaper. Đừng. Trời ơi, vô chậm làm gì, thiệt tình con Reaper á. Ui, nó spawn ở trong cái chỗ này luôn à. Ui, vậy là trong đây thiếu ánh sáng hay sao nè. Ô, mình phải cắm đuốc thêm rồi. Không ổn. Mình cắm đuốc như vậy mà Reaper còn spawn vào bên trong nữa chứ. Không biết cắm sao cho Reaper đừng spawn ta. Mình cắm nhiều lắm luôn rồi đấy, ở đây quá trời đuốc nè. Chắc là spawn ở phía trên rồi nó leo xuống hay sao á. Rồi đi lên trên đây và cắm thêm đuốc thôi. Đấy, để đảm bảo cho không con quái nào tấn công khu vực này nha. Trên đây nhiều quái chưa kìa. Wow, đêm nay chắc ở xung quanh mình toàn là quái không luôn á. Giờ ăn vô một cái để có sức chạy coi. Creeper đang leo lên kìa. Creeper nè, sẵn tiện mình lấy thêm ít cái bột thuốc súng luôn các bạn ơi. Lớn chưa? Vẫn chưa lớn nữa ta. Không biết cái lá này có ảnh hưởng không nha. Mình sợ cái lá cái bên này nó ảnh hưởng đến tốc độ phát triển ấy. Ok, tạm thời mình sẽ cắt ra thử đi. Tại vì mình muốn trang trí thêm những cái block lá rừng này để cho cái khu này nó đẹp hơn thôi. Ui, nó trèo vô được. À, vậy là mình phải đặt cái này ra rồi. Nguy hiểm chưa, xém nữa là cái con zombie này nó trèo vô là nó làm hư những quả trứng này rồi. Tại vì zombie rất là thích phá những quả trứng của những bé rùa luôn ấy. Thành ra mình phải đứng cái bên cũng như là bảo vệ. Ui, của bố sẽ cứ đi ra ngoài vài vậy, không đi vô trong đi. Thiệt tình, zombie lại đây tính tấn công rùa của tôi hả? Thiệt tình luôn. Rồi, coi coi. Muốn nhìn trực tiếp cái công đoạn phát triển của quả trứng nhưng mà có vẻ là hơi khó các bạn ơi. Trứng kiểu như là xuất hiện hơi lâu ấy. Rồi.
đánh dùm bay nè. Rùa thì bơi cực kỳ nhanh dưới nước nhưng mà khi lên bờ thì khá là chậm chạp các bạn ơi. Trời, mặt trời bắt đầu lên rồi kìa, nhưng mà trứng rùa thì vẫn chưa phát triển nữa ta. Không biết mấy đêm thì trứng rùa mới phát triển nữa. Tại vì theo như mình biết thì hình như ban ngày thì trứng không có phát triển hay sao các bạn ơi. Để mình đợi một lúc nữa coi. Biết đâu một xíu nữa thì trứng rùa lại nứt thì sao các bạn. Rồi trong lúc chờ đợi thì mình sẽ tiêu diệt những con skeleton ở bên ngoài, dám ha đe dọa cái khu vực an toàn của mình hả. Rồi nhìn lại cái, ồ mặt trời lên rồi kìa. Vậy là đêm nay mình không có nhìn thấy được cái giai đoạn phát triển của những bé rùa rồi. Úc ra cung luôn nè. Cây cung này coi coi. Cây cung đâu ta? Cây cung đâu rồi? Ở đây đây đây. Còn khá là nhiều đồ bền. Được. Cái gì mình đem về rồi mình sửa lại cây cung của mình nha. Đó, rồi tiêu diệt những con quái xung quanh. Ui bắn hụt ạ. Bắn hụt nè. Rồi để coi coi trứng rùa có phát triển chưa nha. Ten ten. Ồ vậy là đêm nay thì trứng rùa không phát triển rồi. Vậy để đêm sau đi, mình sẽ cố gắng đợi tới đêm sau để coi những quả trứng có phát triển không nha các bạn. Rồi mình sẽ cho các bạn xem luôn nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những đêm sau nha. Rồi giờ thì đợi thôi. Không biết do số lượng trứng nhiều hơn nên số trứng này phát triển lâu hơn hay sao á, mà khi mà mình tách ra thì những quả trứng này nó đã có dấu hiệu phát triển rồi nè các bạn ơi. Nó đã nứt hơn một xíu rồi nè. Nhưng lúc đó thì mình đã đặt thêm vào đây hai quả trứng và mình hy vọng với số này thì nó sẽ nở ra ba rùa con luôn nha, để chúng ta có thêm thật là nhiều những cái vải rùa và có thể chế tạo được những cái mũ rùa ấy. Tại vì cái này thì chỉ mất một đêm đã có dấu hiệu nứt rồi, còn bên đây thì tới tận hai đêm rồi các bạn ơi, nhưng mà vẫn chưa có cái chỗ trứng nào có dấu hiệu nứt hết trơn ấy. Và chắc bây giờ chắc mình sẽ quay về nhà để làm công việc tiếp theo thôi. Còn việc đợi trứng nở thì mình sẽ chờ trong thời gian giữa hai tập nha. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà nha các bạn. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một chuyến khám phá mới ở dưới Nether nha. Và công trình tiếp theo đó chính là những cái tòa thành nha các bạn. Và để cho chuyến khám phá này an toàn hơn thì mình sẽ bắt đầu chế tạo một ít cái lọ thuốc kháng lửa. Ở đây mình đã chuẩn bị trước những cái lọ thuốc mụng về rồi. Giờ thì đợi cho kem dung nham nấu thành thuốc kháng lửa thôi. Và sau đó mình sẽ cho vào đây một cái bọc redstone để tăng cái thời gian của lọ thuốc kháng lửa lên nha. Ngoài ra thì mình cần phải đem theo một ít tuyết này. Mình sẽ lấy theo một ít tuyết để chúng ta có thể tấn công cái tên quỷ lửa ấy. Tên đó rất là sợ tuyết luôn các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ cho vào đây redstone nha. Mình nghĩ chỉ cần tuyết cũng như là thuốc kháng lửa là được rồi. Ở đây mình đã chuẩn bị trước một mẻ thuốc kháng lửa để chúng ta có thể mang theo luôn nha. Đây mình sẽ mang theo thuốc kháng lửa ở bên rương này đi. Đó. Để coi mình còn thuốc hồi máu không. Ở đây mình có thuốc hồi máu tức thì nè, mình sẽ đem theo khoảng một lọ cũng được. Và có thuốc yếu đuối thì không cần, thuốc sức mạnh. Thuốc sức mạnh cũng khá tốt nè. Wow, mình sẽ đem hai lọ thuốc này nha. Đấy, để có gì mình còn sử dụng nữa. Thuốc hồi máu còn không ta? Còn thuốc hồi máu tức thì 2 không à. Tại vì thuốc hồi máu tức thì 2 thì chúng ta không thể nào làm thuốc ném được các bạn ơi. Thành ra chắc mình sẽ đem khoảng 3 lọ thôi. Và mình sẽ đem theo cái mẻ thuốc thứ hai này nha. Rồi tầm này là ổn rồi. Bây giờ chắc mình sẽ lên đường để đi xuống Nether và khám phá những cái tòa thành ở phía dưới thôi. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình tìm thấy những cái tòa thành ở dưới Nether nha. Mình vừa chợt nhớ ra cây kiếm của mình vẫn chưa có dòng nhạc các bạn ơi, cho nên chắc bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một cái thanh kiếm mới để chúng ta có thể kiếm thêm dòng nhạc nha. Rồi giờ thì chế tạo một ít cái que nè. Đó, và sau đó làm một cây kiếm kim cương luôn. Tại vì bây giờ kiếm kim cương chúng ta có thể reset dòng lại ấy, thành ra rất là thoải mái khi mà enchant luôn các bạn ơi. Rồi giờ thì cho vào đây thôi. Sát bén 1, đánh bắt lùi 1 và nhặt 2. Wow, hấp dẫn. Được các bạn ơi, nhặt 2 cũng khá là tốt nè. Nó sẽ tăng tỷ lệ nhặt được những cái vật phẩm, nhất là khi mà mình đánh con Wither Skeleton ấy. Ok, giờ mình sẽ enchant cây kiếm luôn nha. Rồi, ổn. Rồi, 1, 2, 3, boom. Được đúng cái dòng nhạc 2 à. Mà thôi kệ đi, dù sao cũng có nhạc là tốt rồi. Giờ mình sẽ ép cái thanh kiếm bình thường của mình nè và một cái thanh kiếm nhạc vào để được thêm dòng nhạc nha. Rồi, vậy là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ thoải mái đi xuống dưới và chặt chém những cái anh Wither Skeleton để chúng ta có thể nhặt được cái đầu Wither nha. Rồi, ok, giờ thì đi xuống dưới Nether thôi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái tòa thành ở dưới địa ngục thôi. Tòa thành đang ở phía trước kêu các bạn ơi. Và phía trước mặt mình là hai con quái rất là bự luôn. Một con Ghast với một con Slam địa ngục. Hình như nó tấn công mình hay sao á. Con này thì nó rất là mạnh luôn nha các bạn. Đấy, thành ra phải cẩn thận đánh con này mới được. Nó rơi ra cái bóng nè. Đúng là nhặt có khác. Mình đấm một cái là được hai cái kem nham nham luôn. Ba cái luôn rồi. Thích chưa. Đập cái nữa nè. Được thêm nữa. Wow, quá trời luôn. Có cây kiếm dòng nhạc thật là thích các bạn ơi. Đánh mấy con quái ra rất là nhiều vật phẩm luôn ấy. Mình đánh một con mà được tới 5 slam luôn. Rồi bây giờ tới con Ghast đâu. Hồi nãy mình mới thấy con Ghast nè.
Ủa có vẻ nó là đã despawn rồi. Ủa không sao, nó despawn thì mình có thể đi vào cái tàu thành liền luôn được rồi đó. Giờ mình sẽ cắm đuốc lên để làm dấu, một hồi còn biết đường về nữa. Rồi giờ đi lên coi. Ủa cái anh này cầm kiếm enchant luôn nè. Wow, xin xỉn, nhưng mà mình không được đụng vào ảnh đâu. Đụng vào ảnh một cái là ảnh kéo kéo bầy đàn lại đánh mình luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ đặt block như thế này nè, rồi trèo lên trên thôi. Và hình như ở trên là lava hay sao ấy, mình thấy lava nó nhiễu xuống. Ui trời ơi, nó nhiễu xuống dưới kìa. Cũng khá là nguy hiểm nha. Cắm đuốc lên một cái nè. Rồi đặt lên đây, đặt lên đây và đặt lên đây. Rồi ô có lava, thôi 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 mình leo lên mình chặn lại một cái đi, để đường đi mình nó không còn lava thì nó sẽ an toàn hơn ấy. Mặc dù bây giờ mình đã có thuốc kháng lửa rồi nhưng mà mình cũng khá là sợ lava các bạn ơi. Rồi thập đuốc lên nè, mình sẽ đi về hướng bên này trước đi nha, rồi một xíu mình quay lại rồi mình đập đuốc. Ui ở đây có mấy con blaze blaze hả. Rồi rồi rồi, lấy cùng bắn nè. Ui có anh zombie bitman nữa. Ui mình phải cẩn thận mới được, bắn mà nhầm ảnh một cái là thôi xong mình luôn á. Rồi xong ổn rồi. Rồi để coi coi. Ồ không có cái que quỷ lửa nữa ta. Ở dưới có lava hay sao á. Để mình đi hướng nào nha. Ok giờ tạm thời đi thẳng trước đi. Rồi một xíu mình hả rẽ sau nha. Rồi giờ thì đặt block xuống thôi. Mình có lấy một ít cái nether rack để chúng ta có thể dọn đường đi nè các bạn ơi. Đấy cẩn thận. Đụng vô lava là hơi bị mệt đó. Một xíu khi nào mình bị đốt đi rồi mình sẽ uống thuốc sau để đỡ mất máu thôi. Rồi giờ tôi sẽ ăn vô một cái nha, rồi đi lên trên coi. Hình như ở trên vẫn còn tầng 2 sao nè. Ồ đúng rồi. Rồi cắm đuốc lên nha. Hồi hết. Ủa cái này đường cùng mất tiêu rồi. Mới lên tầng 2 mà đường cùng mất tiêu rồi các bạn ơi. Rồi quành lại. Đó đi tới đâu mình sẽ đập đuốc lại và cũng như là làm dấu nha. Đi đến đâu chắc mình sẽ đặt mấy cái cục gạch nè, cục netherrack này để làm dấu thôi. Chứ mình dùng đuốc thì chắc mình sẽ cũng như không đủ đâu. Rồi giờ thì đi tới phía trước một xíu nha. Ở đây có rất là nhiều lava luôn này, mình cực kỳ ghét luôn á. Chắc mình sẽ uống một cái loại thuốc chống lửa đi để cho nó an toàn nha. Lỡ có đạp trúng lava thì nó cũng không có mất máu. Rồi đi tới đó, giờ mình có thể bơi trong lava cũng được nè. Hết sợ rồi, tắm trong lava luôn. Không biết trong lava có bị ngạt thở không ta. Ồ, hình như trong lava thì không có bị ngạt thở các bạn ơi. Ồ, cũng tốt. Rồi đi tới trước thôi. Ồ, mà quên nữa, mình phải làm cái đường chứ. Một hồi nếu mà mình có quay lại thì mình còn có đường đi cho nó nhanh. Chứ lội trong mấy cái hồ lava gì thì lâu lắm. Mình sẽ cắm đuốc lên một cái nè. Cắm ở đây một cái. Rồi đi về hướng nào ta. Ồ, đằng kia có anh. Úi, anh mất tiêu rồi. Ồ, anh đi spawn mất tiêu rồi. Và lửa hình như cháy lâu quá à. Rồi hết rồi. Rồi đi tới phía trước thôi. Phía trước chính là một cô quẹo. Có rương. Rồi ten. Wow, một viên kim cương. Yay, mới đi đã tìm được kim cương rồi. Thích chưa. Rồi đi tiếp nha. Ở đây thì chắc còn rất là nhiều rương nữa các bạn ơi. Tha hồ mà khám phá nha. Chắc mình sẽ khám phá bên trái trước đi. Để coi còn rương không ấy đã. Tìm hết mấy cái rương trong đây mới được. Ồ, phía trước có một cái rương nữa kìa. Rồi. Giờ mình sẽ qua bên đây nè. Cắm đuốc lên. Nè, còn một cái rương nữa nè. Hai cái rương luôn. Wow, ten. À, được mấy cái búa địa ngục. Ồ, cũng được. Mình sẽ đem về nha. Để có gì mình còn chế tạo thuốc nữa. Đập luôn cái rương nè. Còn cái này. Wow, được thêm 3 viên kim cương nữa các bạn ơi. Vậy là tổng cộng được 4 viên kim cương rồi. Thích chưa. Đấy, khá là may mắn rồi. Để coi qua đây còn gì không. Có vẻ đây hết rồi. Ok, quay lại. Ổn rồi, đi một chút xíu thôi mà đã tìm được tới tận 4 viên kim cương lận. Rất là thích luôn. Chắc ở đây mình đã đi xong rồi đúng không. Mình sẽ làm dấu lại bằng một cục netherrack như thế này nè. Rồi, chắc bây giờ mình sẽ đi qua bên phải đi nha. Ok, giờ mình sẽ quành qua bên phải đi. Qua bên đây tiếp. Đó, hết tầng trên rồi mình mới. Đây còn rương nữa, hai cái rương luôn. Rồi, tên tên. Đây có cái đánh bật lửa nè. Mình sẽ lấy luôn cái rương đi nha. Đó, để một hồi mình không bị nhầm nữa. Đây có tiếp rương nè, mình sẽ lấy về hết luôn. Và mình sẽ cho những cái vật phẩm này vào trong cái rương này đi. Thuốc thì mình còn khá là nhiều luôn á. Mình sẽ cho bớt vào đây kim cương nè. Rồi mấy cái vàng các kiểu luôn. Giáp, rồi kiếm, đánh lửa các kiểu. Rồi giờ thì lấy lại cái rương và đi tiếp thôi. Khá là may mắn trong cái tòa thành này nha. Rồi ở trước là cái chỗ có netherwork kìa. Những cái búa địa ngục đấy các bạn ơi. Nhưng mà chắc mình sẽ không có lấy về đâu nha. Tại vì ở nhà mình có rồi, giờ lấy thì nó chỉ choáng chỗ của mình thôi. Và phía trước chẳng còn đường, chắc sẽ đi về phía trước luôn đi. Đi thẳng về phía trước rồi một hồi hoành lại cũng đâu có sao đâu. Và phía trên này để coi. Hai anh giáp luôn. Hai anh bắn nhau. Bắn nhau. Boom. Yeah. Anh này nè. Boom. Anh này nè. Rồi. Xong luôn.
Mình được cái thuốc súng hay gì kìa. Ô, mình được một cái nước mắt luôn. Ô, cái nước mắt mắt này rất là hiếm luôn nha các bạn. Wow. Ui, anh này cầm cục gạch cơ. Ô, anh cầm thôi thôi thôi, không nhìn đâu. Ô, mình được. Ô, mình được ba cái nước mắt luôn nè. Ờ, để coi coi nước mắt này có công thức gì không nha. Ờ, hả? Ồ, được mấy nước mắt luôn. Không biết nước mắt để chế tạo cái gì nữa. Chắc để làm thuốc hay sao á. Tại vì trong đây không có công thức các bạn ơi. Wow, hay hay hay. Không ngờ lại được nước mắt luôn. Tại vì đó giờ mình đánh cực kỳ ít khi mà mình nhặt được cái nước mắt luôn á. Tại vì toàn là mình đánh những con gas ở dưới cái hồ lava không à. Ồ, rồi rồi rồi, giờ chắc quay lại nha. Ở đây thì có rất là nhiều Enderman luôn. Bạn nào mà muốn farm mấy cái anh Enderman thì có thể xuống Nether nha. Tại vì mình gặp rất là nhiều anh Enderman ở dưới đây luôn á. Rồi giờ thì quành ngược lại thôi. Được thêm ba cái nước mắt luôn. À, hấp dẫn hấp dẫn. Quành lại quành lại. Búp. Và bên đây cũng đi rồi. Đó, ở dưới mình đi chưa ta? À, để mình coi đường nào đường về cái đã. Để không thôi một hồi quên đường về nữa. À, ủa? Ủa hình như mình dập hết trơn đuốc đường. Ủa cái đường về đâu ta? À đây 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 đây, đường về đây. Đập đuốc một hồi quên đường về là toi luôn á. Rồi cắn đuốc đập mình. Ui 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 ui. Ui, 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 may quá. Rồi, giờ ăn một cái nha, nãy giờ quên ăn nữa. Giờ bắt đầu đi xuống nha các bạn. Tòa thành này mình nghĩ nó cũng khá là bự ấy. Thành ra thoải mái mà đi khám phá luôn. Ten ten. Ồ, ở đây có nấm nữa này. Nhưng mà nấm này chắc mình không cần đâu. Mình gần cái vùng mà có mấy cái cây gỗ xoài sẫm ấy. Rất là nhiều nấm luôn, thoải mái mà lấy. Thành ra mấy cây nấm này chắc mình không cần lấy đâu nha. Rồi giờ lấy cây đuốc lại, ở dưới này không có rương rồi. Vậy là ở dưới không có rương nha. Rồi giờ đặt mấy cục này để làm dấu thôi. Đấy, làm dấu lại một cái. Rồi đi về hướng nào ta? Ô, bên đây vẫn còn một cái cầu thang hay sao nè. Đúng rồi, đúng rồi. Cắm đuốc đây một cái rồi đi xuống dưới thôi. Thuốc mình còn mấy phút ta? Còn 2 phút thôi, tranh thủ các bạn ơi. Để không thôi mò hết thuốc là mệt á. Rồi, quẹo bên đây nè. Có vẻ không có rương rồi. Ô, có rương kìa. Có rương, có rương. Rồi, để coi coi trong rương này có gì nha. Hy vọng là sẽ có kim cương. Tại vì mình khá là thích kim cương luôn á. Bên kia hết đường rồi, tán tèn. À, được thêm hai cái giáp ngựa nè. Vậy là mình cần phải cắt đồ bớt rồi. Mình sẽ cắt vô cái rương nào ta. Rương này đi, rương này mình nãy mình chứa đồ nè. Mình sẽ cắt vào đây một cái yên cưỡi nè. Kiếm nè, nước mắt gas nè. Rồi búa địa ngục nè, thuốc súng nè, lọ nè. Và những cái giáp ngựa thôi. Đấy, cắt hết vô đây. Rồi giờ lấy luôn cái rương luôn nha. Búp. Rồi giờ đập cái này rồi đi trở lại thôi. Đấy, cũng như là đập hết mấy cây đuốc luôn. Tại vì mình không có đem theo nhiều đuốc ấy. Và trong rương mình hình như là có một ít than thôi. Hy vọng là sẽ đủ. Nhưng mà ở đây thì có những anh xương đen ấy. Thành ra nếu như mình thiếu đuốc, thiếu than để làm đuốc thì mình có thể farm những anh xương đen. Thì chúng ta sẽ có thêm than và làm thêm đuốc thôi. Rất là thoải mái luôn. Đặt ở đây một cái nè. Có vẻ ở đây hết đường rồi. Bên đây còn. Rồi khám phá nốt bên đây luôn nhá. Ồ, bên đây đường cùng mất tiêu. Ui. Ok, vậy là bây giờ mình sẽ quành ngược lại cái chỗ xuất phát để chúng ta tìm thêm chỗ mới nha. Chứ chỗ này mình khám phá hết trơn rồi và cũng được kha khá đồ. Rồi, giờ thì quành ngược lại thôi. Bây giờ mình sẽ rẽ trái rẽ phải ta. Chắc rẽ về bên đây đi, rẽ trái đi nha. Nhưng mà bây giờ mình muốn gặp những anh xương đen lắm luôn á. Để mình có thể đánh ảnh, biết đâu mình lại nhặt được những cái đầu Wither Skeleton ấy các bạn ơi. Cái đầu đó thì cực kỳ... kiểu sao ta, kiểu như là ít rơi ấy. Mình phải có những cây kiếm nhặt 3 thì mới dễ đánh rơi ra thôi. Còn kiếm mình chỉ nhặt 2, mình sợ đánh không có ra ấy. Mà cũng hên xui lắm luôn á. Giờ mình sẽ đi về hướng nào ta? Ok, chắc tạm thời thì đi thẳng thôi nha. Đang đi đường thẳng mà. Mà đường thẳng thì hết đường mất tiêu rồi. Vậy là sẽ đi lên trên. Giờ đi lên trên một cái đi. Không biết ở trên có rương không nữa. Hình như ở trên là cái nóc hay sao rồi. Có vẻ trên là cái nóc rồi. Ok, giờ hoành ngược ra thôi. Vậy là đường bên đây cũng không có gì đặc biệt hết các bạn ơi. Và thuốc căn lửa của mình cũng hết tác dụng rồi. Chắc mình sẽ uống thêm một lọ nữa. Để đảm bảo cho sự an toàn của mình nha. Rồi, uống thuốc căn lửa xong rồi. Hiện tại thì mình vẫn chưa gặp được những anh. Ui, ở đó có con mắt ma kìa. Mình toàn gọi con mắt ma là cái con Slam địa ngục không à. Tại vì mình không gặp được Slam ấy. Anh ra gặp con đó mình cứ gọi là Slam địa ngục thôi. Rồi, giờ đi tiếp thôi. Để coi còn hướng nào mình chưa đi không ta. Bên đây là thấy chưa, nguy hiểm chưa, nguyên cái hồ lava nè. Lỡ mà mình trượt chân xuống dưới là thôi xong luôn á, mất hết trơn luôn, trắng tay đi về luôn. Giờ thì hết sợ rồi, có thuốc rồi, sợ gì đúng không các bạn. Và bên đây thì hết đường luôn rồi. Vậy là chắc hết cái tòa thành này hay sao rồi á. Nãy mình đi hướng bên đây. Bên kia còn đường không ta, để mình thử qua đây coi. Cắm đốt một cái nè.
Ồ, bên đây cũng hết đường mất tiêu rồi. Vậy là cái tòa thành này nó được có một ui. Ồ, bên kia có anh xương đen kìa. Ok, qua bển đánh anh thôi. Tôi tưởng cái tòa thành này cũng khá bự các bạn ơi, nhưng mà không ngờ nó lại nhỏ như vậy ấy. Đi một xíu là hết rồi. Đánh anh một cái nè, đánh anh nè. Đó, thấy chưa? Rồi ra thang nè, xương cũng như là những thanh kiếm đá thôi các bạn ơi. Nhưng mà mấy cái thứ này thì mình không cần đâu, mình sẽ vớt kiếm đá nè. À, xương thì chắc mình sẽ đem về để sử dụng. Vậy là chiến khám phá này chắc kết thúc sớm rồi. Thì cái tòa thành này bé tẹo à, mình đi một xíu là đã hết rồi các bạn ơi. Để mình tìm, à đường về đằng kia, mình sẽ cắm đuốc để làm dấu đường về cái đã. Đấy, bên đây đi rồi, đặt cục này xuống. Vậy là hết thiệt rồi. Chắc giờ quành về để làm công việc tiếp theo thôi các bạn ơi. Chứ khám phá hết cái tòa thành rồi mà được có một số đồ thôi. Đấy, ui. Ủa. À, vậy là mình khi mình uống thuốc kháng lửa ấy mà mình lại gần anh này thì vẫn nhận sát thương nha. À, thì ra nó chỉ kháng lửa của những quả cầu của anh Blaze thôi. Thì ra là vậy. Ok, giờ chắc quành về nha các bạn. Tại vì gần cái chỗ mình giờ cũng hết mấy tòa thành rồi, phải đi xa mấy trăm block nữa ở dưới Nether thì mới gặp cái tòa thành tiếp theo ấy. Như vậy thì khá là xa nhà thành thôi. Mình sẽ về sớm một hôm nha, để chúng ta làm công việc tiếp theo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào trong trang trại cừu để có thể cắt len của những cừu này, và chúng ta cùng nhau vào trong để làm việc với cái banner nha. Đó, mình sẽ chế tạo một ít cái banner để chúng ta gắn vào cái khung cửa ấy. Hôm nay mình có chế tạo nhưng mà mình chưa có kịp tìm hiểu về cái khung cửa ấy. Giờ mình sẽ lấy mấy cái len này vào trong rồi chế tạo banner thôi. Cắt luôn nè. Rồi, vậy là được 29 cái lông cừu luôn. Rồi bây giờ vào trong rồi chế tạo thôi các bạn ơi. Và mình cần thêm que nữa. Để coi còn que không cái đã. Có vẻ hết que rồi. Ok, giờ mình sẽ chế tạo thêm que thôi. Đó, mở công thức cờ hiệu nè. Đấy, rồi mình sẽ lấy khoảng 4 cái đi. Rồi sau đó mình sẽ lấy thêm màu nữa. Hình như nó cần màu để nhựa mới sao các bạn ơi. Mình có được kha khá màu rồi nè. Đó, rồi cho vào đây. Đầu tiên mình sẽ gắn cái banner vô cái chỗ này. Đó, ở đây có những cái giống như là cái màu nè các bạn ơi. Mình sẽ cho màu vào. Đó, bây giờ mình chỉ cần chọn hình dạng thôi. Rồi giờ mình sẽ cho màu đỏ thử coi. Để coi cái này là gì đây. À, nó có cái hình dạng ở bên phải. Mẫu cho mình xem luôn nè. Wow, để coi mình có thể làm được cái lá cờ Nhật Bản không nha. Được rồi nè. Rất là đơn giản luôn, làm được cái lá cờ Nhật Bản rất là đơn giản luôn nè các bạn ơi. Rồi, vậy là mình được một cái lá cờ Nhật Bản rồi. Đập cái này ra, gắn cái lá cờ Nhật Bản vô. Được cái lá cờ Nhật Bản rồi nè. Để tiếp theo để mình coi là còn làm được cái hình dáng gì đẹp hơn không nha. Rồi cho màu vào, cho màu nâu đi. Đó, mình cũng khá thích màu nâu. Để coi. Tiếp theo là cờ gì ta. Wow, có vẻ hay á. Để mình thử lấy trước một cái này rồi sau đó mình đặt vô lại được không ta. Mình sợ làm hư quá à. Mình sợ làm hư cực luôn ấy. Để coi. Hình như ở dưới này là cái bản đồ à. Để coi mình có cái bản đồ không cái đã, hay là giấy ta. Để mình thử nha. Ở đây mình có một miếng giấy nè, mình sẽ thử để giấy vô coi. Ủa, cái này gắn giấy vào không được các bạn ơi. Hay là mình gắn cái gì ta. Ở đây có hoa, gắn vô hoa được không. Đặt cái banner vô, gắn hoa vô. Ủa, hoa cũng không được luôn, vậy là cái bản đồ à. Bản đồ như mình không có ở đây. Mình có thể chế tạo bản đồ không ta. Để mình thử chế tạo bản đồ coi. Mình sẽ đặt như thế này. Ủa, bản đồ mình cũng không chế tạo được luôn. Vậy cái ô này để cái gì vô nhờ. Bạn nào biết cái ô ở dưới này đặt cái gì vào thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Để mình còn biết để mình làm thêm nữa. Mình thấy cái khung cửa này rất là hay luôn ấy. Dùng để chế tạo những cái banner rất là đẹp luôn. Rồi, để coi. Wow, cái này cũng rất là đẹp nè. À, ở dưới mình có thể làm màu xanh đi. Để coi mình có màu xanh không cái đã. Hiện tại mình không có màu xanh rồi, mình có cách. Mình sẽ lấy một cái cục xương rồng cái đã. Lùm. Ui, người vô mất hết cái cục xương rồng rồi. Không sao đâu, giờ mình sẽ nôn một cái cục xương rồng lên nè, cho cái que vào. Đó, để chúng ta có cái bột nhựa màu xanh đấy. Đây là cách rất là đơn giản luôn. Hiện tại thì mình chưa có cái chỗ farm xương rồng, thành ra xương rồng mình có rất là ít luôn á các bạn ơi. Rồi, có cái bột nhựa màu xanh lá cây nè. Để mình cho vô đây coi có đẹp không cái đã. Để coi trái nãy đâu. Đây. Phải mình được thì mình sẽ chế tạo một cái hoa, kiểu như cái hoa vậy đây. Mình thấy có người ta làm được cái hoa luôn mà mình không biết cách làm. Đây, ở dưới là kiểu như cỏ nè, ở trên là một cái bông hoa luôn. Đấy, lấy gào cái rồi bỏ vô lại. Được không nhờ. Gắn cái hoa vô không được. Màu đỏ thì sao. Gì cũng được nè. Ở trên mình để màu vàng đi. Để rồi mình tìm cách rồi mình gắn thêm một cái gì đó để chúng ta làm cây hoa ta.
Có cách nào để gắn thêm không nhờ? Chưa, tạm thời thì mình lấy cái màu vàng trước đi, giống như cái bông hoa rồi đó. Rồi cho vô đây nè. Nó lại wow, gì cũng đẹp nữa nè. Nhiều cái mẫu banner đẹp lắm luôn á các bạn ơi. Để coi còn cái mẫu nào đẹp đẹp hơn ta. Cái này cái bức tường rồi. Wow. Chắc mình làm tạm thời mình làm gì quá hả, mình không biết làm sao để làm được thành cái bông hoa. Bạn nào biết cách để làm một cái bông hoa thì đừng quên comment phía dưới nha. Mình làm được hai cái lá cờ cũng khá là đẹp rồi, còn hai cái nữa mình sẽ làm nốt luôn. Cái này mình sẽ cho màu gì ta, màu tím đi đó, mình còn dư màu tím nè, rồi chọn thôi. Cái này mình làm bức tường màu đỏ đó không ta, thường cái tường gạch cũng màu đỏ các bạn ơi. Đây mình sẽ làm thử một cái tường gạch nè, rồi chính giữa mình sẽ cho cái màu gì cho đẹp ta. Màu vàng đi. Được không? Không biết có được không nữa. Wow, cái này nó đang phối màu với nhau nè. Để mình coi chọn cái nào cho nó đẹp đẹp một xíu ta. Không có cái mẫu nào đẹp hết ấy. Phải có cái mẫu bông hoa thì tuyệt vời luôn á. Mà ở đây không có cái mẫu bông hoa các bạn ơi, chỉ có mấy cái viền viền như vậy thôi á. Tạm thời mình làm cái banner là giống như cái bức tường đi. Được ba cái banner rồi. Rồi mình sẽ làm nốt cái banner cuối cùng nha. Cho cái này vào rồi mình sẽ cho màu gì ta, để coi mình còn màu gì đẹp không. Mình có màu đen nè, túi mực mình sẽ làm màu đen đi. Đấy, rồi cho vào. Cho cái banner đâu ta, đây cho banner vào, cho màu vào. Màu đen thì không, cái này thì không nên làm đâu. Còn màu đen, màu đen có vẻ phối màu không đẹp rồi. Cho màu nâu đi, cho màu nâu vào. Màu nâu thì mình sẽ làm cái gì ta. Cái này là kẻ sập nè. Là mình sẽ làm cái gì đây. Mình đang phân vân. Cái này giống lá cờ của nước gì không nhờ. Mình thấy cũng quen quen lắm luôn á. Cái màu nâu này chắc mình sẽ làm màu này đi. Mình thấy màu này cũng khá đẹp nè. Hoặc là làm cái viền. Đấy, mình làm cái viền như vậy. Rồi sau đó ở giữa mình sẽ đặt màu đỏ nè. Màu đỏ mình sẽ đặt gì được không. Vậy thì nó trùng màu mất tiêu rồi. Rồi như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã tập tành làm những cái banner rồi. Và ở tập sau nếu các bạn chúng như hiểu biết về cái banner này hơn ấy thì đừng quên chỉ mình để mình có thể làm được nhiều mẫu banner đẹp hơn nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm được cái nơi để chúng ta có thể nuôi những bé rùa, khám phá tòa thành với Nether và làm được một số cái banner. Và ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây dựng những thứ gì mới hoặc là đi khám phá những thứ gì thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.